Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 14 của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Vinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 149 Cục trưởng bị trúng gió Vừa vào đến lớp, Hoàng Thu Nhàn mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy Dương Tử Mi nói Tử Mi, tớ, tớ đã hết mụn rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm nha. Dương Tử Mi cười cười để mặt cho Hoàng Thu Nhàn ôm mình. Mụn trên mặt của Hoàng Thu Nhàn bắt đầu lặn đi, trả lại gương mặt xinh xắn vốn có của cô. Hạ muội vỗ tay, bắt nhịp trước cả lớp cùng vỗ tay theo. Vừa vỗ tay cả lớp vừa hô to. Dương Tử Mi, cậu giỏi lắm. Thấy mọi người đều hết lòng khen ngợi mình như thế, Dương Tử Mi cảm thấy trong lòng ấm áp hẳn. Trước giờ, cô chỉ điều có một mình. Giờ được sống trong tập thể như thế, cho nên cô cảm thấy cảm giác đó thật là đặc biệt. Tiết học đầu tiên là tiết anh văn. Khí sắc của Cao Ngọc được cải thiện rõ rệt, không còn tùy tụy như trước nữa. Tinh thần của bà cũng trở nên phấn chấn hơn. Vào đến cửa lớp, Cao Ngọc đưa mắt tìm Dương Tử Mi gật đầu cười tỏ ý cảm ơn nếu như không nhờ Dương Tử Mi, Cao Ngọc không biết phải lo lắng vì căn bệnh kia đến bao giờ. Thế nên ngay lúc này, bà cảm thấy rất là biết ơn Dương Tử Mi cũng như thấy mình may mắn vì có được một học trò tài giỏi như cô. Đang trong giờ anh văn, đột nhiên Tần Khải Văn đến gọi Dương Tử Mi ra ngoài. Dương Tử Mi nghi hoặc ra khỏi lớp. Tử Mi, nghe nói em biết chăm cứu có đúng không? Em mau đi cứu người nha. Tần Khải Văn lò lặng nói tiếp: Hôm nay cục trưởng giáo dục thành phố đến trường của chúng ta kiểm tra, nhưng mà hình như ông ấy đã bị trúng gió hay sao đó. Bây giờ đang gọi xe cấp cứu, nhưng mà xe vẫn chưa đến. Nếu như em biết chầm cứu, có thể giúp được cho ông ấy. Dương Tử My gật đầu, nhanh chóng theo Tần Khải Văn đến phòng hiệu trưởng. Đến nơi, phòng hiệu trưởng đang rất là lộn xộn, kẻ ra người vào, các lãnh đạo cùng với các thầy cô trong trường hết sức lo lắng, đứng ngồi không yên. Em học sinh này biết chăm cứu để cho em ấy xem thử xem sao. Tần Khải Văn mở đường dẫn Dương Tử My đi vào. Cục trưởng Hoàng Đức An đang nằm trên ghế xà lòng, toàn thân cứng đờ, miệng méo sệt, bọt mép, xùi ra không ngừng, hai tròng mắt thì trợn trắng. Thấy vậy Dương Tử My lấy kim chăm cứu mang theo ra, đang định chăm cứu cho cục trưởng thì hiệu trưởng quát lên nói Này này, này, em định làm gì vậy? Thầy Tần, thầy dẫn em này đến đây làm gì đấy? Hiệu trưởng, em ấy biết chăm cứu, bây giờ xe cấp cứu dẫn chưa có đến, có thể để cho em ấy chăm cứu trước đi. Tần khải Văn giải thích Chăm cứu hả? Hiệu trưởng quay sang nhìn Dương Tử mì sau đó bực bội, khoát tay nói Đừng có đùa chứ, còn nhỏ như vậy mà biết chăm cứu cái gì, lỡ như có chuyện gì trường của chúng ta không chịu nổi trách nhiệm đâu. Hiệu trưởng, em ấy biết chăm cứu thật mà, em ấy đã chăm cứu chữa bệnh nặng mùi cho một nam sinh trong lớp của tôi rồi, ngoài ra còn trị hết bụng cho một nữ sinh trong lớp nữa. Tần Khải Văn vẫn cố gắng giải thích. Nặng mùi, mụn sao? Có nghiêm trọng như là trúng gió không? Đừng có làm dướng tay dướng chân ở đây nữa. Mau, kêu em ấy trở về đi. Hiệu trưởng nghiêm giọng nói. Hiệu trưởng để cho em ấy chăm cứu thử xem sao Bây giờ xe cấp cứu vẫn chưa có đến mà Nếu như để lỡ mất thời gian đó thì Tần Khải Văn sốt ruột nói Dù sao tôi cũng không có thể lấy tánh mạng của cục trưởng ra Để mà làm trò đùa được Hiệu trưởng nhất quyết không đồng ý Để Dương Tử My chăm cứu Ông lo lỡ mà Dương Tử Mi chăm cứu Xảy ra vấn đề thì rắc rối to Ông không muốn phải rước lấy những cái rắc rối đó nếu như là người khác, Dương Tử My chẳng thèm quan tâm là cái gì. Nhưng đây lại là cục trưởng Hoàng Đức An, người vốn có ân tình với cô. Mười năm trước, khi mà cha cô bị du quan, suýt nữa mất việc. Lúc đó Hoàng Đức An, danh nghĩa là trưởng phòng giáo dục, đứng ra bảo vệ cho cha cô. Hoàng Đức An là bạn học phổ thông với cha cô, cho nên ông rất hiểu bạn mình. Ngoài ra, sở dĩ sau này, Dương Thanh có thể thuận lợi chuyển vào thành phố dạy, Dương Tử Mi có thể vào trường Nam Thành để học đều là nhờ ông cả. Chương 150, Cục trưởng bị trúng gió. Cho nên Dương Tử Mi không có thể vì hiệu trưởng ngăn cản để mà mặc dị ân nhân của mình như vậy được. Mọi người tránh ra giùm đi, có vấn đề gì em sẽ chịu trách nhiệm cho. Dương Tử Mi đẩy hiệu trưởng sang một bên, tiến đến bên cạnh Hoàng Đức An, nhẹ nhàng nói với ông. Chú Hoàng, con sẽ chăm cứu cho chú chú đừng có sợ nha, sẽ không có sao đâu. Hoàng Đức An đương nhiên là nhận ra cô, ông chớp mắt biểu thị sự đồng ý. Ô trời đất ơi, không có thể như vậy được, em không phải là bác sĩ chuyên nghiệp, tùy tiện chăm cứu như thế là là phạm pháp đấy. Hiệu trưởng lo lắng, la lớn lên định tiếp tục ngăn cản. Thầy đừng có làm ồn nữa. Nói xong, Dương Tử Mi chăm kim vào huyệt hoa và huyệt động của thầy hiệu trưởng đẩy ông sang một bên. Thầy hiệu trưởng đột nhiên đứng bất động. Ông muốn nói chuyện nhưng mà lại không thốt nên lời. Lúc này đây ông vô cùng hoảng sợ. Các lãnh đạo và thầy cô giáo đang có mặt trong phòng. Thấy thầy hiệu trưởng đột nhiên bị như vậy đưa mắt nhìn nhau. Họ không biết Dương Tử My đã làm cái gì cho nên cũng không có dám đứng ra can ngăn. Tử My, mau bắt đầu đi. Tần Khải Giang gọi. Sau khi mà sát trùng kim châm, Dương Tử Mi nhanh chóng châm kim vào huyệt trung, mười đầu ngón tay và huyệt bách hội hai bên đầu của Hoàng Đức An để thúc đẩy nội kình bổ sung nguyên khí, đồng thời khai thông các cái dây thần kinh não bộ đang bị tắc nghẽn. Những người có mặt thấy cô chăm cứu vừa nhẹ nhàng chuẩn xác, cho nên chăm chú đứng nhìn. Năm phút sau, thấy mặt Hoàng Đức An đã trở lại bình thường, miệng không còn sùi bọt mép nữa. Dương Tử Mi rút kim ra nói: "Chú Hoàng, chú thử động đậy tay chân thử xem." Hoàng Đức An giơ tay lên, sau đó vũ chân thẳng ra, hiện tượng tê cứng chân tay không còn nữa. "Giờ chú từ từ ngồi dậy nào." Dương Tử Mi nói tiếp. Hoàng Đức An làm theo lời của cô, từ từ ngồi dậy. Mọi người có mặt thấy thế vô cùng vui mừng, họ cũng bắt đầu nhìn Dương Tử Mi bằng ánh mắt khác hẳn lúc trước. Họ không có ngờ một cô học trò nhỏ tuổi như vậy mà đã biết chăm cứu. Hơn nữa còn cứu được cục trưởng một cách rất là nhanh chóng. Lần này Tần Khải Văn thở vào nhẹ nhõm. Tần Khải Văn cũng chưa có tận mắt nhìn thấy Dương Tử My chăm cứu qua. Anh chỉ biết là cô đã chăm cứu, chữa bệnh nặng mùi và trị mụn cho Hoàng Nhất Phong và Hoàng Thu Nhàn. Nên mới đánh liều gọi cô đến giúp để mà kéo dài thời gian nhưng mà không ngờ kết quả vượt ngoài sự mong đợi của anh, anh hết sức bất ngờ thấy gương mặt xinh xắn bình thản của Dương Tử Mi hiện tại, anh rất muốn biết rốt cuộc cô còn có khả năng nào có thể làm cho người khác kinh ngạc không. đúng lúc này xe cấp cứu cũng đã đến, bác sĩ cùng y tá mang theo giường chạy vào hỏi bệnh nhân đâu. Hoàng Đức An lúc này cũng đã khỏe lại, ông không có để tâm đến các bác sĩ y tá vừa đến mà chỉ sang hỏi Dương Tử Mi. Tiểu Mi, chú có cần phải đến bệnh viện nữa không? Dương Tử Mi mỉm cười đáp. Nếu chú muốn đến bệnh viện để mà nghỉ ngơi á, thì cũng không sao. Còn nếu không á, chú thỉnh thoảng có thể đến tìm con. Con sẽ chăm cứu giúp hoạt huyết và khai thông các dây thần kinh não của chú cũng được rồi. Chú, chú ghét bệnh viện lắm. Sau này chú nhờ con giúp vậy không ngờ là Dương Thanh lại có một cô con gái giỏi chăm cứu như vậy. Trước đây sao chú lại không biết chứ? Hoàng Đức An được cứu cho nên tâm trạng đặc biệt vui vẻ. Tử Mi, thầy hiệu trưởng. Thấy thầy hiệu trưởng vẫn đang đứng đờ người, miệng cố gắng nói cái gì đó nhưng mà vẫn không nói được. Tần Khải Văn quay sang nhắc Dương Tử Mi. Thầy hiệu trưởng đã bị trúng gió tạm thời rồi, chỉ cần chăm một kim là được thôi chương 151, cục trưởng bị trúng gió. Đoạn Dương Tử mi cười nghịch ngợm, dùng một cây kim dài quá giải quyệt dị cho thầy hiệu trưởng. Sau khi được giải phóng, thầy hiệu trưởng định quay sang, mắng cho Dương Tử mi một trận. Nhưng mà thấy Hoàng Đức An nhìn ông có vẻ không hài lòng, cho nên cố gắng cười sợ lỡ nói. Không, không ngờ, y thuật của em lại giỏi vậy, làm thầy lo muốn chết luôn. Hoàng Đức An chỉ liếc ông ta một cái, sau đó quay sang nói với tần khải văn cảm ơn thầy tần dẫn tiểu mi đến ân tình này tôi sẽ mãi khắc ghi các thầy cô khác nhìn tần khải văn ngưỡng mộ cục trưởng nói vậy có nghĩa là sau này rất có thể tần khải văn sẽ được cục trưởng quan tâm giúp đỡ cơ hội thăng tiến chỉ là sớm muộn mà thôi nhưng mà tần khải văn không vì thế mà làm ra vẻ gì anh chỉ nói cục trưởng quá lời rồi chuyện hôm nay đều là nhờ Tiểu Mi cả. Thấy cục trưởng và Tần Khải Văn trò chuyện khá rườm rã, thân tình như thế, thầy hiệu trưởng cũng chỉ biết đứng cạnh cười ngượng, trong lòng bắt đầu ghen ghét Tần Khải Văn. Nếu như không phải Tần Khải Văn dẫn Dương Tiểu Mi đến, ông cũng không có ngăn cản cô chăm cứu. Nếu vậy thì cục trưởng sống chết thế nào đều là do số mạng cả. Bây giờ ông đột nhiên trở thành tội nhân ngăn cản thời gian cấp cứu quý gia kia. Hơn nữa còn đắc tội với cục trưởng nữa. Những ngày tháng sau này e là khó mà được yên thân rồi. Sau khi mà trở về lớp học, cả lớp dây lấy Dương Tử My hỏi cô đã xảy ra cái chuyện gì? Bởi vì trước đó các bạn thấy chuyện xảy ra giữa cô và mộ dung nghiên cho nên cả lớp tưởng là mộ dung nghiên lên mét tẹo trưởng và bây giờ Dương Tử My đã bị phê bình kiểm điểm tất cả mọi người đều biết gia thế của mộ dung nghiên rất lớn bình thường thầy hiệu trưởng lãnh đạo cùng với các thầy cô trong trường đều hết sức nuông chiều mộ dung nghiên không không có liên quan gì đến chuyện đó cả lúc nãy tớ chỉ giúp cấp cứu cho một người thôi mộ dung nghiên kia không có làm gì được tớ đâu dương tử mi cảm kích nói lỡ như trường đuổi cậu thì sao chứ bọn tớ không có nỡ để cậu đi đâu Hạ Muội lo lắng nói: "Lúc nãy tớ cứu cục trưởng cục giáo dục đấy, nếu mà trường muốn đuổi tớ cũng không có dễ đâu." Dương Tử Mi thấy không có thể tiếp tục giấu, cho nên đành nói rõ cho cả lớp biết: "Ồ, không phải chứ, cậu cứu cục trưởng sao? Làm sao mà cậu cứu được vậy?" Thấy các bạn liên tục hỏi, Dương Tử Mi cũng kể lại qua loa chuyện cục trưởng bị trúng gió cho các bạn nghe. Nghe xong, cả lớp khâm phục cô hơn. Tử Mi, cậu có thể chăm cứu giúp tăng chiều cao không? Lưu Quang Đồng, cậu bạn lùng nhất trong lớp nhìn Dương Tử Mi kỳ vọng hỏi. Lương Đông Quang, tuy đã lên lớp 9 nhưng mà chiều cao chỉ có một mét tư thôi. À, tớ cũng chưa có thử qua nhưng nếu là di truyền á, tớ không có làm gì được đâu. Tớ không không phải là do di truyền. Cha của tớ cao tới một mét bảy mươi lăm, mẹ tớ một mét sáu, nhưng mà không biết sao tớ lại lùng dậy chứ. Lương Đông Hoàng buồn bã nói. Dương Tử Mi quan sát Lương Đông Quang phát hiện tuy là cậu ta lùng, nhưng mà mặt khác chững chạc hơn các bạn đồng lứa khác. Cô đoán là có thể do cậu ta dậy thì quá sớm, ảnh hưởng đến sự gia tăng chiều cao, cho nên mới lùng dậy chứ. Chăm cứu tăng chiều cao, Dương Tử Mi cũng có học qua, nhưng mà hiệu quả thế nào cô cũng không rõ. Bởi vì trước đó chưa có thí nghiệm lâm sàng nào. Vậy có thể thử xem sao. Nhưng mà hiệu quả thế nào, tớ không có dám bảo đảm đâu. Nghe cô nói thế, Lương Đông Quang mừng rỡ nói. Nếu như không có hiệu quả gì thì cũng chỉ trách là số của tớ thôi. Tớ cũng muốn thử một lần xem sao. Được, tớ cũng muốn thử. Các bạn học nắm lùng khác cũng đồng hành lên tiếng. Dương Tử My nói. Ngoài Lương Đông Quang ra các bạn khác đều vậy thì bình thường. Nếu như cứ muốn chăm cứu để mà tăng chiều cao á, thì chỉ có hại mà không có lợi gì đâu. Các bạn khác nghe thế cho nên cũng không có nhau nhau lên nữa. Dương Tử My hẹn với Lương Đông Quang cách một ngày chăm cứu một lần để xem hiệu quả ra sao. Chương 152 Mua điện thoại Bản thân của mình đã có điện thoại cho nên Dương Tử My cũng muốn mua cho cha mẹ cô mỗi người một cái để mà tiện liên lạc. Sau khi tan học, Dương Tử Mi đến thẳng cửa hàng bán điện thoại. Năm 2003, điện thoại vẫn là một thứ xa xỉ, cho nên khách đến cửa hàng bán điện thoại cũng không nhiều. Kiểu dáng thì cũng ít. Motorola, Nokia, Samsung chiếm đa số. Hầu hết tất cả là loại màn hình đen trắng. Màn hình màu được trưng bày ở khu riêng biệt. Dương Tử Mi đi vào cửa hàng nhân viên bán hàng thấy cô ăn mặc đồng phục trên người cũng không có đeo vàng bạc đá quý cho nên cũng không có ngó ngàng đến cô nhưng mà dương tử mi không biết người khác có chú ý đến cô hay không cô vẫn lặng lẽ đi đến khu đệ điện thoại nokia cúi đầu ngắm và chọn tránh ra đi mua không có nổi đừng có ở đây xem làm gì đừng cản trở chị đây chọn điện thoại chứ một người phụ nữ đang đứng chọn điện thoại kế bên bỗng nhiên la lên. Dương Tử Mi ngước mắt nhìn chị ta hờ hững nói Tôi đâu có mập đâu, sao mà cản đường chị được chứ? Người phụ nữ nọ vốn có thân hình phớp pháp cho nên chị ta rất kỵ người khác nói là mình mập. Hơn nữa Dương Tử Mi đang đứng trước mặt của chị ta lại có thân hình cân đối, da lại trắng như trứng gà bóc, diện mạo thanh tú, trẻ trung cho nên chị ta không khỏi đố kỵ còn người thanh niên đi theo chị ta cứ nhìn Dương Tử Mi chầm chậm. Người phụ nữ nọ liếc mắt nhìn người thanh niên đứng bên cạnh chị ta bực dọc nói Nhìn cái gì mà nhìn, có gì đẹp đâu. Chẳng qua cũng chỉ là một đứa học trò nghèo mạt rệp thôi. Nghe thế, người thanh niên nọ liền cười cầu hòa, không có nhìn Dương Tử Mi nữa. Sở dĩ mà anh ta chịu theo chị ta là gì tiền. Nếu không, anh ta sẽ không đời nào yêu một người vừa xấu tính tình vừa kỳ cục như chị ta vậy nghe chị ta nói dương tử mi cảm thấy rất là buồn cười nhưng mà cô chẳng thèm để ý tiếp tục chọn điện thoại cho em xem cái này đi dương tử mi chỉ vào chiếc điện thoại màn hình trắng đen mới ra và nói với nhân viên bán hàng cha mẹ của cô không phải là người chạy theo thời trang hay là công nghệ gì cho nên cô nghĩ chỉ cần là mua điện thoại thông thường thôi, màn hình trắng đen là được. Thấy cô chọn chiếc điện thoại đó, người phụ nữ kia cố ý chọn một chiếc y chang như vậy nói. Này, cho tôi xem cái này đi. Nhân viên bán hàng lấy điện thoại đưa cho người phụ nữ nọ, chẳng có ngó ngàng gì đến Dương Tử My cả. Cho em xem một cái giống vậy nha. Vì tu tâm dưỡng tính trong một thời gian dài, cho nên Dương Tử My không có nổi giận vì người khác nhất thời xem thường mình nhưng mà nhân viên bán hàng nọ vẫn xem như không nghe không thấy không biết và tiếp tục xem cô như là một người vô hình chào em em muốn mua cái nào nhân viên bán hàng khác đứng gần đó thấy vậy liền tiến đến vui vẻ hỏi dương tử my dương tử my chỉ vào chiếc điện thoại mình thích nhân viên bán hàng nọ lấy điện thoại ra cho cô xem cũng không có quên giới thiệu cho cô biết các tính năng cũng như đặc điểm của điện thoại. Tiểu Lan à, phí công phí sức nhiều làm gì chứ, con bé không có mua nổi đâu. Nhân viên bán hàng trước đó quay sang nói, nếu đã đến đây thì đều là khách hàng của mình mà. Tiểu Lan cười nói, tiếp tục giải thích cho Dương Tử Mi những cái thứ khác. Kiểu này xấu vậy mà giá, giá tới 3.200, 2.200 thì còn chấp nhận được. Thôi thôi, tôi không có mua đâu người phụ nữ mập nọ để điện thoại xuống bên kia của điện thoại màn hình màu mới ra vừa đẹp vừa nhỏ gọn quý khách có muốn xem không nhân viên bán hàng đon đã mời chào ờ à, thế là người phụ nữ tiếp tục chọn điện thoại khác bà chọn hết cái này đến cái kia nhưng mà cuối cùng vẫn không có mua cái nào cả chị ta còn không quên cào nhào nhân viên bán hàng một chập nói là cửa hàng toàn là bán đồ bình thường không có gì hay ho chê bài xong, chị ta liền kéo người yêu của mình rời khỏi cửa hàng. Chương 153 lại gặp côn đồ. Nhân viên bán hàng nọ tốn nhiều công sức để mà giới thiệu, cuối cùng không có bán được cái nào, hoa hồng cũng không có. Chị ta bực mình nhìn theo bóng dáng đang quốc dần của người phụ nữ kia. Còn Dương Tử Mi sau khi mà xem xong điện thoại, cô liền mua một lúc hai cái với giá 3 hai một cái. Nhân viên bán hàng tên là Tiểu Lan cũng cười tích mắt vì bản thân của cô được hưởng 10% hoa hồng. Nhân viên bán hàng vốn là xem thường Dương Tử Mi kia, bây giờ cảm thấy hối hận vì đã để ruột mất tiền hoa hồng hơn 600 đồng vào tay của Tiểu Lan. Sau khi mua điện thoại xong, Dương Tử Mi đi thẳng đến tiệm bánh để mà xem việc sửa chữa trang trí đến đâu rồi. Vừa mới rời khỏi cửa hàng không lâu, đột nhiên cô bị bốn tên côn đồ chặn lại. Dương Tử My có đúng không? Cũng xinh đẹp đấy, nhưng mà sao em lại dám giành bạn trai của mộ dung tiểu thư, hả? Muốn chết sao? Gã côn đồ dẫn đầu vừa nhìn thấy Dương Tử My vừa nói giọng đe dọa. Nghe vậy, Dương Tử My cũng biết được, người cho bọn côn đồ kia đến chặn đường cô là ai rồi. Các anh muốn cái gì đây? Dương Tử My hờ hững hỏi. Muốn cái gì sao? đương nhiên là muốn trút giận thay cho mộ dung tiểu thư rồi. Mộ dung tiểu thư nói, nếu như cô em biết điều, ngoan ngoãn, tránh xa bạn trai của cô ấy ra, thì bọn anh chỉ cần cho em một bài học là được rồi. Còn không, bọn anh đây cũng không có chắc là gương mặt xinh đẹp kia, có còn nguyên vẹn được đâu nha. Gã côn đồ nọ vừa nói vừa rút một con dao nhỏ ra, dơ dơ trước mặt của Dương Tử Mi. Nếu như các cô gái khác thì đã bị đe dọa như thế, nhất định rất sợ. Nhưng mà gã côn đồ lại phát hiện thiếu nữ đang đứng trước mặt của hắn đây, vẫn không có một chút sợ sệt gì. Thậm chí miệng cô còn khẽ cười như đang chế giễu hắn vậy. Thái độ thản nhiên đó của Dương Tử Mi khiến cho gã côn đồ đó tức giận. Chỉ cần nghe thấy tên của hắn hoặc nhìn thấy hắn là nhiều người đã sợ hãi rồi. Nhưng bây giờ cái con nhãi này đang đứng trước mặt của hắn kia dám xem thường hắn và xem hắn như là trò cười vậy. Dù sao, nếu mà xảy ra cái chuyện gì á, thì người nhà của Mộ Dung cũng sẽ giúp hắn giải quyết ổn thỏa. Cho nên, nếu như lần này hắn có thể giúp cho Mộ Dung Nghiên, sau đó nhờ Mộ Dung Nghiên nói tốt giúp cho hắn dài câu trước mặt chú cô, chính là Mộ Dung Dân Thanh. Hắn sẽ có cơ hội gia nhập vào tổ chức của Mộ Dung Dân Thanh. Nếu vậy từ nay về sau hắn sẽ lên đời rồi. Nghĩ thế cho nên hắn mới vừa dao, đang cầm trên tay ra định rạch một đường lên cổ của Dương Tử Mi hông dọa cho cô sợ. Nhưng mà không ngờ Dương Tử Mi nhanh tay hơn. Cô dung nhẹ tay một cái con dao đã nằm gọn trong tay của cô lúc nào không hay. Sau đó gã côn đồ nọ cảm thấy cổ mình lạnh lạnh. Hắn đưa tay lên sờ cổ chỉ thấy tay của mình toàn máu hắn mới vội giả đưa tay bịt cổ của mình lại may mà vết thương không sâu và vẫn không có ảnh hưởng đến động mạch gã côn đồ lúc này nhìn dương tử mi bằng ánh mắt kiên dè dạ. phát hiện ánh mắt của cô lạnh lùng sâu thẳm rất đáng sợ hắn bất giác lùi lại trực giác cho hắn biết thiếu nữ đang đứng trước mặt hắn kia không phải là một người mà hắn có thể dễ dàng hăm dọa trở về nói với mộ dung nghiêng hãy biết điều một chút đi. Nói xong, Dương Tử My quay người bỏ đi. Anh Lâm, không sao chứ, anh bị con nhóc đó làm bị thương sao? Anh để cho nó đi như vậy hả? Hay là chúng ta súng lại cho nó một trận biết tay đi? Một tên đàn em của hắn lúc này tiến lên ngông ngờ nói. Lâm Hòa nhìn Dương Tử My dần quất trong đám đông. Hắn e dè khoát tay nói. Không có đơn giản vậy đâu, chúng ta không có nên đụng đến nó nó không phải là người bình thường. Lúc nãy em thấy nó không có làm gì hết, nhưng mà dao của anh nằm gọn trong tay của nó rồi, không lẽ nó biết thuộc di qua tiếp mọc sao? Tao cũng đâu có biết, chỉ thấy nó rất đáng sợ, về báo với mộ dung tiểu thư tìm người khác xử nó vậy. Lâm Hòa biết thân phận, cũng nhờ biết thân phận như vậy cho nên Lâm Hòa mới giữ được mạng của hắn. Chương 154 náo loạn sàn nhảy. Sau khi mà đến tiệm, Dương Tử Mi thấy cha mẹ của cô rầu rĩ ngồi trước cửa tiệm. Cha, mẹ, sao vậy? Dương Tử Mi vội chạy đến hỏi. Thấy con gái đến, Quan Tú Lệ nước mắt lưng tròng khóc nói. Con à, chúng ta khó khăn lắm mới sửa được cái tiệm đàng hoàng. Nhưng mà lúc nãy có một đám người không biết ở đâu ra, đến bắt chúng ta nộp 10.000 phí bảo kê Cha còn nói lý với bọn họ dài câu, họ đã xong vào đập phá hết mọi thứ rồi. Nói xong, Dương Tự mi vào bên trong tiệm để xem, chỉ thấy cả tiệm là một mớ hỗn độn, đồ đạc bị đập nát không còn thứ gì. Mắt cô khẽ nhíu lại. Cô biết mẹ cô rất là hy vọng vào tiệm bánh này, mỗi ngày ba điều ban với cha cô nên sửa chữa, trang trí thế nào cho đẹp. Hơn nữa mỗi khi mà nhắc đến cái tiệm bánh, đôi mắt vốn mệt mỏi khô cằn của bà bắt đầu xuất hiện những cái nếp nhăn kia của bà lại sáng lên. Bây giờ tiệm đã bị đập nát như vậy rồi, không nói cũng biết tâm trạng của bà hiện tại ra sao. Dương Tử Mi khẽ nắm chặt nắm đấm, cô đi ra cửa hỏi, bọn chúng là ai? Chúng là bọn xã hội đen ở đây, biệt danh là nhóm quản trọc. Chúng tôi muốn làm ăn, buôn bán ở đây, phải nộp tiền bảo kê cho bọn chúng. Ai không nộp, không có thể làm gì được cả, nhưng chúng nói chúng chỉ thu của chúng tôi 600 đồng một tháng thôi, còn anh chị đây chưa có khai trương cho nên chúng mới thu 10.000 đó. Hình như chuyện đòi thu phí bảo kê này trước đây chưa hề có. Hay là anh chị đắc tội gì với chúng cho nên chúng mới cố tình đến đây gây chuyện. Chủ cửa hàng quần áo kế bên nói, Chúng ở đâu? Dương Tử mi hỏi, Bây giờ chắc chúng nó đang ở sàn nhảy quyền vũ rồi chỗ đó cũng là đầu não của bọn chúng đó. Nhưng mà, cô bé à, tôi khuyên cô á, đừng có tức giận đến đó tìm bọn chúng làm gì. Chúng là côn đồ mà, bằng nhóm xã hội đen chứ không phải là loại người chúng ta dễ đụng đến đâu. Cô xinh xắn như vậy, đến đó chỉ sợ là... Chủ cửa hàng quần áo khuyên nhủ Nghe vậy, Hoàng Tú Lệ lo lắng, nắm chặt tay của Dương Tử mì nói, Con à, con tuyệt đối không có được đến đó tìm chúng nha không có tiệm bánh cũng không sao đâu, mẹ không có thể để cho con gặp chuyện được. Thôi, chúng ta bây giờ về nhà thôi, tiệm bánh này mẹ không có mở nữa đâu. Mẹ con nói đúng đó, con đừng có giận quá mà mất khôn, băng nhóm của chúng ít nhất là hơn cả trăm tên. Tuy con theo sư phụ học được một ít võ phòng thân, nhưng mà một mình con khó mà đấu với chúng, đừng có chọc giận chúng làm gì, bất quá chúng ta tìm chỗ khác vậy. Dương Thành lên tiếng, dương tử mi nhếch mắt lên cô không phải là thiên thần hay là thần tiên độ lượng nhân từ cái gì cả nếu chỉ đụng đến cô thôi cô có thể chấp nhận được nhưng nếu đụng đến gia đình của cô cô nhất định không có tha cho bọn chúng tuy nhiên vì không muốn cha mẹ lo lắng cho nên dương tử mi giả vờ nghe theo lời theo bọn họ về nhà về đến nhà dương thanh và hoàng tú lệ không ngừng than ngắn thở dài mặt mày buồn bã Thấy vậy, Dương Tử Mi càng tức giận hơn. Thế là cô nói với hai người rằng cô phải đến tìm tống quyền của việc. Đoạn cô đi thẳng đến sàn nhảy quyền vũ. Sàn nhảy quyền vũ hiện đang trong thời gian hoạt động. Trong ngoài đèn đuốc chói lóa cả mắt. Rất nhiều nam thanh nữ tú ăn mặc quái dị trộn rộn ra vào. Dương Tử Mi với trang phục màu trắng thường thấy đang đứng trước cửa của sàn nhảy nọ dáng cô cô hoàn toàn không có phù hợp với hoàn cảnh nơi đó. Ô trời, cô bé, có muốn vào không? Anh mời em vào trong đó nhảy nha. Một gã thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, tóc nhuộm nâu, đeo bông tai, trang phục kỳ dị, bước đến nói với cô. Nhưng mà Dương Tử My không có để ý đến gã, cô một mình tiến thẳng vào bên trong. Cô bé, vé vào cổng của cô đâu? Phải có vé vào cổng mới được chứ. Bảo vệ sàn nhảy chặn cô ngay ngoài cửa. "Tôi đến tìm quản trọc, hắn ở đâu?" Dương Tử Mi lạnh lùng nói. "Sao? Cô tìm anh quản sao? Chẳng lẽ cô bé là bồ của anh quản?" Bảo vệ ra vẻ hiểu biết hỏi. "Kẻ thù." Dương Tử Mi không ngần ngại đáp. Chương 155: Náo loạn sàn nhảy. "Ôi trời ơi, cô bé chẳng lẽ cô bé đã bị anh quản bỏ sao?" Không sao, anh quản bỏ cô bé, cô bé theo anh vậy, anh sẽ đối xử tốt với cô bé. Bảo vệ cười nói, chưa dứt lời, tên bảo vệ nọ thấy toàn thân nhẹ bỏng, sau đó cả người của hắn đã bị ném bay vào bên trong. Tên bảo vệ nọ bị ném lên bên bàn bên trong sàn nhảy, đám đông bên trong bắt đầu náo loạn cả lên. Còn gã thanh niên định mời Dương Tử My vào bên trong lúc nãy, không ngừng dụi con mắt lúc nãy không phải là hắn bị ảo giác chứ? chính thiếu nữ chân yếu tay mềm đang đứng trước mặt của hắn đây đã nhấc bổng ném tên bảo vệ kia vào trong như là ném rác vậy. ai dám kiếm chuyện ở sàn nhảy của tao vậy? mấy cái tên côn đồ cai quản sàn nhảy đã bắt đầu ra mặt. chúng tụm lại ngoài cửa. mau kêu quản trọc ra đây. Dương Tử Mi lạnh lùng ra lệnh. giọng của cô tuy không có to lắm nhưng mà không biết sao tất cả mọi người trong sàn nhảy nghe rõ mồm một. Đám đông thấy người đến kiếm chuyện chỉ là một thiếu nữ nhỏ tuổi. Họ ló đầu ra nhìn xung quanh xem cô có dẫn theo đồng bọn nào không. Nhưng mà tất cả đều kinh ngạc, không có thấy ai khác ngoài cô. Họ không hiểu tại sao mà tên bảo vệ kia lại bị ném thẳng vào bên trong như thế. Cô bé, muốn tìm anh Quảng để mà vui vẻ sao? Tiếc là anh Quảng hiện đang bận, một mình anh ấy đang phải chiến đấu với hai cô gái xinh đẹp trong kia cô bé có muốn vào vui vẻ cùng họ không một tên côn đồ nọ cười nói giọng điệu của hắn rất là đáng ghét dương tử mi không muốn nhiều lời với bọn nham nhở đó cho nên cô cũng chẳng cần khách sáo với bọn chúng làm gì cô dung tay nhẹ một cái tên côn đồ kia bay dèo vào cái đám côn đồ đang tập trung trước cửa sàn nhảy lúc này bọn chúng phát hiện thiếu nữ đứng trước mặt của bọn chúng không phải là dạng dễ bắt nạt. Thấy cô không ngừng động thủ cho nên chúng đã bắt đầu tiến đến dày lấy cô. Sàn nhảy là một nơi lộn xộn, cũng là nơi xảy ra rất nhiều vụ án mạng cho nên âm sát khí xung quanh rất nhiều. Tuy nhiên, Dương Tử My hiện tại đang rất tức giận. Sự tức giận của cô cần phải được phát tiết ra bên ngoài. Thế cho nên cô chọn cách ra tay cho bọn họ biết thế nào là lễ độ. Dù sao, đối với bọn xã hội đen như bọn chúng, dùng bạo lực để mà đấu với bạo lực cũng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà Dương Tử My không thật sự dùng nắm đấm để giải quyết chúng. Cô sợ là gây ra nhiều sát thương không đáng. Cho nên, cô chỉ dùng cách sơ đẳng nhất, xem bọn chúng như là bao cát, ném từng tên từng tên, lăn lóc xuống đất. Chưa đến 5 phút, hơn 30 tên côn đồ đã bị cô ném như ném rác đầu óc quay cuồng chúng đang nằm chất đóng ở góc tường không ngừng rên la in nổi cảnh tượng trước mắt đã khiến cho rất nhiều người của sàn nhảy vô cùng kinh ngạc họ thấy như đang xem phim kiếm hiệp thời xa xưa vậy quản trọc đang ở trên lầu nhưng mà hắn không phải đang chiến đấu với hai cô gái xinh đẹp gì hết mà đang nhiệt tình phục vụ hai cô gái nọ hai cô gái chính là mộ dung nghiêng và lam chi tình mộ dung tiểu thơ tôi đã đập nát cái tiệm cửa nhà nó rồi <laughs> mặt của bọn họ rất là buồn cười bây giờ chắc đang ngồi đó ôm mặt khóc rồi Quảng trọc cười tươi nói được làm tốt lắm tôi sẽ khen anh trước mặt của chú tôi mộ dung nghiêng hài lòng nói đôi mắt vốn xinh đẹp của cô bây giờ trở nên khá lạnh lùng dừng lại một chút cô nói tiếp chỉ cần họ mở tiệm các anh cứ đến đó đập phá tiếp cho tôi đập phá là sở trường của chúng tôi chỉ cần mộ dung tiểu thơ thích tôi sẽ làm được tất cả ờ à, trừ khi con nhỏ đó quỳ xuống cầu tôi xin tha mạng nếu không nó không có biết ở thành phố a này ai mới là chủ nhân thật sự từ trước tới giờ tôi chưa hề bị sỉ nhục như vậy mộ dung nghiên nói tiếp tiểu nghiên tớ đoán là bây giờ nó đã bị lâm hòa quỷ hoại dung nhan rồi để xem từ nay về sau còn dám dụ dỗ mẫn cương nữa không chứ lam chi tình cũng lên tiếng phụ hòa thêm lam chi tình vừa dứt lời lòng căm hờn của mậu dung nghiên càng sôi sục hơn chương 156 náo loạn sàn nhảy đúng lúc này có người chạy lên báo anh quản không xong rồi có người đến đập phá đó cái gì có cái gì mà quản loạn vậy hả đập phá thôi mà lại không phải là lần đầu tiên gặp mấy cái chuyện như vậy sao? Đừng có thất lễ với mộ dung tiểu thư đây chứ. Ai dám đến đập phá ở đây, bọn bay tóm cổ, ném hết ra ngoài cho tao. Quảng trọc, nghiêm vọng dạy dỗ đàn em của hắn. Nhưng mà tên đàn em nọ, rùng rùng nói. Anh Quảng, vấn đề là người của chúng ta đã bị đánh tơi tả hết rồi. Cái gì? Quảng trọc nhảy cẩn lên một cái hỏi tiếp. Bọn chúng có bao nhiêu người là băng đảng nào? Chỉ chỉ có một đứa thôi Nhưng mà không biết ở đâu Hình như là một nữ sinh Nó đến nặng nặc đòi gặp anh đó Một mình thôi sao Là con gái nữa hả Mày đừng có nói với tao là bọn đồng tử Đã bị con nhỏ đó đánh cho một trận tơi tả nha Quảng trọc tức giận nói Đúng đó anh Em cũng không có tin chuyện đó nữa Con nhóc nhảy nhép nào vậy trời Tao không tin Nói xong, Quảng Trọc quay sang nói với Mộ Dung Nghiên. Mộ Dung tiểu thư, Cô chờ tôi một chút, tôi đi giải quyết công việc, lát nữa sẽ quay lại. Mộ Dung nghiêng gật đầu. Quán trọc, dỗ giả rời khỏi phòng. Vừa bước đến cầu thang, hắn đã thấy cái đám đàn em đang nằm lăn lóc ở dưới góc lầu, không ngừng kêu la. Cách đó không xa là một thiếu nữ mặt đầm trắng, khoảng chừng 15 tuổi, tóc dài ngang lưng, gương mặt thành tú, đôi mắt to đen lấy, nhưng mà rất sắc bén và lạnh lùng. So với đám đàn em đang nằm rên la bên kia, thiếu nữ đó hình như không có hề hấn gì. Hơn nữa, thần sắc vô cùng thản nhiên, đôi môi khẽ mím lại, dễ như đang cười cợt. Thiếu nữ kia đang ra lệnh. Mau, kêu quản trọc ra đây. Quản trọc không có thể tin vào cảnh tượng trước mắt của mình kia. Tôi chính là quản trọc. Quản trọc đứng trên lầu nói giọng xuống. Dương Tử Mì lập tức hướng về phía hắn. Trên người của quản trọc toát ra sát khí rất nặng điều đó chứng tỏ hắn đã từng sát hại không ít người đúng như tên gọi của hắn đầu của hắn trọc lóc thân hình cao to dáng đi bệ vệ chắc chắn những điểm đó cho thấy hắn cũng là người học giỏ dương tử my dùng thiên nhãn nhìn hắn phát hiện hắn lúc nãy vừa nói chuyện với mộ dung nghiên và lam chi tình dương tử my vốn không có muốn đối phó với mộ dung nghiên nhưng mà không ngờ mộ dung nghiên không những cho người đe dọa cô mà còn dám cho xã hội đen đến đập phá tiệm của cha mẹ cô. Mộ Dung Nghiên đúng là quá đáng rồi, cô không có thể bỏ qua được. Quảng trọc, tôi cho anh ba lựa chọn. Một là anh quỳ xuống xin lỗi tôi, đồng thời sửa sang lại tiệm của cha mẹ tôi. Hai là anh giao mộ Dung Nghiên và Lam Chi Tình ra đây. Ba là anh phải tàn phế suốt đời. Dương Tử Mi thách thức. Nghe Dương Tử Mì nói thế, quản trọc cười to, tưởng đâu là mình đang nghe chuyện cười. Lúc cười, cơ bắp của hắn nổi lên cuồn cuộn, cả người rắn chắc, sát khí ngút trời. Cười xong, hắn khinh thường nói, Cô bé ơi, đừng có tưởng là có thể thắng anh dễ dàng, như là bọn đàn em của anh nha. Không biết là cô bé đánh giá cao bản thân của mình, hay là quá xem thường quản trọc anh đây rồi. Bây giờ, anh cho cô bé chọn một là ngoan ngoãn làm người yêu của anh hai là ngoan ngoãn đứng yên để bị cởi hết quần áo treo lên đây để cho mọi người chiêm ngưỡng nghe vậy dương tử mi nhoẻn miệng cười nói xem anh có bản lĩnh đó hay không không có bản lĩnh quản trọc anh đây làm sao mà lăn lộn được trong giới giang hồ này chứ dứt lời quản trọc vừa cười tiến về phía dương tử mi bước chân của hắn rất là vững vàng có lực dáng vẻ bệ vệ của hắn hiện tại không khác gì là một con gà trống đang dương cánh chuẩn bị xong trận. Dương Tử Mi lạnh lùng nhìn hắn tiến đến. Chương 157 Trừng Phạt Khi mà quản trọc chỉ còn cách Dương Tử Mi khoảng 4 bước chân, Dương Tử Mi thoảng nhếch mép, tài đã bắt ấn để dẫn âm sắc khí đến. Sau đó, cô mới nhắm thẳng vào đầu gối của quản trọc và búng nhẹ một cái. Quản trọc vốn đang hùng hổ tiến đến hắn định dùng khí thế của mình để mà dọa dương tử mi để cho cô biết ai mới chính là đại ca của sàn nhảy này nhưng mà không ngờ lúc sắp đến gần dương tử mi hắn đột nhiên cảm thấy đầu gối của mình lạnh tanh sau đó chân tê rần không có cảm giác đứng không vững hắn đành quỷ xuống trước mặt của dương tử mi đám đồng không biết tại sao mà bỗng nhiên quản trọc lừng lẫy giang hồ đột nhiên quỳ xuống trước mặt của dương tử mi họ thở hắt ra một cái nghĩ rằng quản trọc đã chịu thua cô dương tử mi cười to nói quản trọc vừa gặp là anh đã quỳ xuống hành lễ với tôi rồi đáng kinh ngạc nha quản trọc giận đỏ mặt hắn cố gắng đứng dậy nhưng mà vẫn không thể nào mà đứng lên được hai chân của hắn cứ như bị ai đó giữ chặt lại vậy mày ám toán tao sao quản trọc hét lớn tôi ám toán anh thì làm sao chứ anh làm gì được tôi? Dương Tử Mì tiếp tục chế giễu, cô càng cười to hơn. Đám đông lúc này mới phát hiện lúc cười trong cô rất là xinh đẹp, đẹp như là một đóa hoa quỳnh đang hồi nở rộ. Nhưng mà nụ cười kia rất là bí ẩn, thoáng chút lạnh lùng, khiến cho người khác rung mình khiếp sợ. Mày, mày, quản trọc trước giờ chưa bao giờ bị mất mặt trước mặt nhiều người như thế. Hắn tiếp tục gào lên dù hai chân đang tê buốt nhưng mà vẫn xông đến tấn công dương tử mi dương tử mi khẽ lách người qua một cái quản trọc không đánh trúng mục tiêu cho nên cả người nhào lăn ra đất mặt đập mạnh xuống sàn vô cùng đau đớn hay quá đi hôm nay có thể xem được cảnh té đập mặt kinh điển như vậy quả nhiên mở mang tầm mắt dương tử mi vỗ tay vui vẻ nói tuy là vẫn giữ nét mặt tươi cười nhưng mà nụ cười của cô khiến cho người khác cảm thấy khiếp sợ. Cảm giác như cô chẳng khác nào là một ác quỷ đến từ địa ngục vậy. Quảng trọc ngã đau, hắn càng điên loạn hơn. Hắn gào lên một tiếng rồi tiếp tục bổ nhào vào Dương Tử Mi. Dương Tử Mi búng nhẹ ta một cái, dùng âm sát khí khóa chặt người của hắn ta. Lúc này Quảng trọc chỉ cách cô chưa đến một bước chân. Cả người của hắn cứng đờ bổ nhào xuống đất. Đám đông kinh ngạc nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt rõ ràng họ thấy dương tử my không có làm gì cả nhưng mà không hiểu sao quản trọng không có thể nào tiếp cận được cô tất cả mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía dương tử my họ phát hiện cô gái đang đứng trước mặt của họ đây cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi diện mạo thanh tú da trắng tóc dài sắc mặt thản nhiên nếu nói có gì kỳ lạ thì chỉ là kỳ lạ ở chỗ đôi mắt thôi đôi mắt to đen lấy kia của cô sâu thâm thẳm sâu đến nỗi như là muốn hút hồn tất cả người khác vào trong đó vậy lúc nãy tôi đã cho anh cơ hội rồi nhưng mà anh không nhận thật là đáng tiếc quá đi dương tử mi vừa nói vừa đưa chân lên sống lưng của quản trọc sau đó cô nói tiếp không biết sau khi mà tôi đạp xuống một cái anh có bị tàn phế suốt đời không mà anh yên tâm đi tôi không có giết người đâu hạng người như anh không có đáng để tôi tạo nghiệp chướng. Dương Tử Mi vẫn nói với giọng lạnh lùng. Quảng trọc lúc này đang vô cùng hoảng sợ. Bây giờ hắn mới biết rằng thiếu nữ đứng trước mặt quán đây không phải là một người bình thường mà quá thân của ma quỷ rồi. Nếu không bọn đàn em hơn 30 tên kia của hắn cũng sẽ không có bị đánh tơi tả như thế. Còn hắn đại bại chỉ vì quá kinh thường đối thủ. Tất cả đều tại mộ dung nghiêng mà ra cả. Chính vì cô ta cho nên hắn mới lâm vào tình cảnh thế này. Chương 158 Trừng Phạt Là người lăn lộn trong giới giang hồ, đương nhiên quản Trọc cũng biết là đạo lý kẻ mạnh là vua. Hắn không phải là người thà chết chứ không chịu thua. Nếu như tàn phế cả đời, xem như cuộc đời của hắn kể từ đây coi như xong. Thế nên hắn mới dỗ giả, xin tha mạng. Mọc mong cô bỏ qua cho tôi. Tôi nhất định sẽ bồi thường cho cha mẹ cô đàng hoàng. Tôi sửa lại tiệm cho bọn họ, rồi bồi thường cho họ 100 ngàn. Cô, cô đừng đánh tôi nha. Ồ, nếu như lúc nãy anh nhận lời thì tốt quá rồi, bây giờ có muộn quá không? Hai, 200 ngàn, tôi bồi thường 200 ngàn. quản trọc lên giá. 200 ngàn, 200 ngàn đó của anh có bù đắp được tổn hại tinh thần của cha mẹ của tôi không? nghĩ đến vẻ mặt thất thần tuyệt vọng của cha mẹ mình máu nóng trong người của dương tử mi sôi lên sùng sục năm trăm ngàn ngoài năm trăm ngàn ra anh còn phải dẫn theo đám đàn em của anh đến quỳ trước mặt cha mẹ của tôi để mà xin họ tha thứ đi không làm được sao nếu không làm được để tôi chọn vậy vừa nói dương tử mi khẽ đạp chân xuống quản trọc cảm thấy lưng của mình có vật gì nặng nề ngàn cân đè lên sự đào đớn trên lưng xuyên thấu tim của hắn. Tôi, tôi làm, tôi làm, tôi làm mà. Hắn là lên thất thành. Dương Tử Mi nhấc nhẹ chân lên một chút, cô mới nhẹn miệng cười nói. Nếu anh làm không được, á ba ngày sau, chờ chết đi. Còn nữa, anh hãy nói với mộ dung Nghiên nếu như cô ta dám bày trò gì nữa, hậu quả thê thảm hơn anh nhiều đấy. Dương Tử Mi Mộ dung Nghiên ngồi trong phòng chán chê, cho nên cũng muốn ra xem có chuyện gì. Nhưng mà vừa ra khỏi phòng đã thấy quản trọc đang nằm rên la, cầu xin dưới chân của Dương Tử Mi kia. Hơn nữa còn nghe được câu cuối Dương Tử Mi nói với quản trọc. Mộ Dung Nghiên giận rung người nói tiếp: "Mày đừng có tưởng là mày giỏi, nếu gặp phải chú của tao, người chết phải là mày mới đúng. Nếu đã thế, cứ gọi chú của cậu ra đây nha, đừng có ở đó suốt ngày sai khiến mấy cái tên rùi mũi nhảy nhép này ra mặt tốn thời gian của người khác dương tử mi thản nhiên đáp mày chờ đó đi chú tao sẽ cho mày biết tay mộ dung Nghiên tức đi người nói đoạn cô ta mới lấy điện thoại gọi ngay cho chú của mình đầu dây bên kia vừa có người bắt máy cô đã liền òa lên khóc vàng nói là có người bắt nạt cô thậm chí còn khinh thường chú cô này nọ được chú mình nhận lời giúp, mộ dung nghiêng cười đắc thắng. Dương Tử Mi bình thản kéo ghế ngồi. Cô đang rất là muốn biết chú của mộ dung nghiêng rốt cuộc thần thánh phương nào. Không lâu sau đó, một đám người khoảng 10 người mặc sơ mi trắng, vết đen xông vào trong sàn nhảy. Đám người này dáng người cao to, rắn chắc, nhìn là biết đều là cao thủ cả. Thấy có người đến, mộ dung nghiêng vui mừng chỉ ngay vào Dương Tử Mi nói chính là nó đó hơn mười cặp mắt lập tức nhìn về hướng dương tử mi mắt của họ thoáng một chút kinh ngạc không ngờ người mà họ đến đối phó lại là một thiếu nữ ai là chú của cô ấy dương tử mi gằn giọng hỏi vừa hỏi vừa đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn từng người một đám người nọ chỉ thấy mặt mình lạnh tanh cứ như là bị dao cứa vào vậy lăn lộn giang hồ đã nhiều năm rồi nên trực giác của chúng rất là nhạy đối phó với hạng người như mày. Chú tao không cần phải ra mặt, lần này xem mày còn cười đến bao giờ. Mộ Dung Nghiên cười đắc ý nói, Xin lỗi nha, tôi sẽ là người cười đến phút chót đây. Dương Tử Mi liếc một cái, sau đó nhón chân lên. Trong lúc mọi người đang không biết chuyện gì xảy ra, cô đã xuất hiện giữa cái đám người kia, tay cô khẽ dơ lên. Sau đó, lần lượt từng tên giang hồ mới đến kia ngã lăn ra đất. Khi mà mọi người định thần lại, Dương Tử Mi cũng đã ngồi lại vào ghế, tay đang cầm ly nước uống ừng ực. Còn hơn 10 gã giang hồ kia đang nằm rên la trên sàn. Chương 159: Trừng phạt. Mộ Dung Nghiên trố mắt kinh ngạc, hai con mắt cô mở to đến nỗi muốn rớt ra ngoài. Mộ Dung Nghiên đứng trên lầu nhìn xuống, cho nên người thấy rõ nhất chính là cô. Lúc nãy cô thấy Dương Tử Mi chỉ ra tay một cái thôi, hơn 10 tên giang hồ do chú cô phải đến đã bị đánh ngã lăn mà không có bất kỳ phản kháng gì. Mộ Dung Nghiên bắt đầu lo sợ, cô lại gọi điện thoại cho chú cô nói, Chú ơi, người chú phái đến đã bị đánh tơi tả hết rồi, chú mau đến đây đi, tốt nhất đem theo súng nữa. Hả? Chú đến đó ngay sao? Giọng nói đầu dậy bên kia có một chút kinh ngạc. Trong đầu của anh ta thoáng xuất hiện hình ảnh của một thiếu nữ áo trắng hai con mắt anh nhíu lại lập tức ra xe đến sàn nhảy quyền vũ khi mà mộ dung nghiêng nhìn thấy mộ dung dân thanh xuất hiện ngay cái cửa sàn nhảy cô ta vui mừng chạy xuống đón cứ như là tìm thấy cái chỗ dựa dựng chắc nhất của mình vậy mộ dung nghiêng nắm tay của mộ dung dân thanh nũng nịu nói chú chính là nó đó là nó đánh đàn em của chú bắt nạt con còn không có xem chú ra gì nữa chú phải trút giận giùm con mới được. Nhưng mà mộ dung dân thanh không có để ý gì đến cô, chỉ chăm chú nhìn thiếu nữ trang phục trắng đang ngồi bên trong. Một mình cô ấy lại có thể hạ hơn 10 tên đàn em của anh một cách dễ dàng như thế. Điều đó chứng tỏ năng lực của cô ấy không có đơn giản như anh tưởng rồi. Thấy mộ dung dân thanh xuất hiện, chân mày của Dương Tử mi giật nhẹ. Mộ dung dân thanh hất tay của mộ dung nghiêng rồi đi thẳng đến trước mặt của Dương Tử Mi. Thấy thế, mộ dung nghiêng đi theo, hất mặt lên hỏi với giọng thách thức. Dương Tử Mi, lần này mày chết chắc rồi. Dương Tử Mi bật cười, sau đó cô nhìn sang mộ dung dân thanh nói. Nghe nói cô ấy chính là cháu gái của anh sao? Mộ dung dân thanh gật đầu. Vậy anh có thấy là cô ta thiếu giáo dục không? Ánh mắt vốn hòa nhà của dương tử mi đột nhiên chuyển sang lạnh lùng đáng sợ mộ dung chân thành ngoảnh đầu lại hỏi mộ dung nghiên đã xảy ra cái chuyện gì mộ dung nghiên cảm thấy có gì đó không ổn nhưng mà chú cô trước giờ rất chiều chuộng cô không có để cho ai bắt nạt cô cho nên cô tiếp tục nhõng nhẽo nói chú chính nó đã bắt nạt con ở trường đó nó đánh con một bạc tai sau đó còn cho bọn giang hồ quỷ hoại dung nhang của con nữa chú chú phải dạy dỗ nó mới được chứ. Dương Tử Mi không ngờ mộ dung nghiêng lại mặt dày như thế. Ngông cuồng, mộ dung dân thanh đột nhiên hét lên. Mộ dung nghiêng đã bị mộ dung dân thanh dọa cho sợ xanh mặt. Trước giờ cô chưa có từng thấy chú mình tức giận đến thế. Nhưng cô lại tưởng chú mình đang hét vào mặt của Dương Tử Mi, cho nên tiếp tục vui vẻ nói. Đúng đó chú, nó ngông cuồng lắm đó. Chú nói con đó, con làm cho chú thất vọng quá đi. Chú vốn nghĩ con trước giờ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nhưng mà hôm nay chú biết được con làm những cái chuyện đáng trách như thế. Bây giờ con phải xin lỗi cô ấy ngay. Mộ dung nghiêng, kinh ngạc nhìn mộ dung chân thành. Không hiểu vì sao chú cô lại bên vực người ngoài. Cô bắt đầu khóc òa lên. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, vẻ rất là tội nghiệp. Cô vừa khóc vừa nói. Chú, sao mà chú đối xử với con như vậy chứ? Chú rất thương con mà, chẳng lẽ chú sợ nó hả? Chú thương con, nhưng mà chú tin lần này lỗi là của con, còn không mau xin lỗi tử mi đi. Mộ dung dân thành nghiêm giọng nói. Chương 160, trừng phạt. Con, con không có xin lỗi đâu, tại sao mà con xin lỗi chứ? Con ghét nó, chú không phải là đàn ông sao vậy? Không phải chú rất giỏi sao? Sao mà chú sợ nó chứ? Im miệng ngay, không phải là chú sợ cô ấy, mà chú tin là cô ấy không có rảnh làm những cái chuyện tốn công vô ích như thế. Mộ Dung Nghiên đột nhiên cười lớn tức giận nói, Con biết rồi, chú cũng đã bị nó dụ dỗ, bây giờ chẳng có thèm ngó ngàng gì đến người thân trong nhà nữa. Mộ Dung dần Thanh trừng mắt nhìn Mộ Dung Nghiên, Nếu như không phải vì Mộ Dung Nghiên là cô con gái duy nhất, đứa cháu duy nhất nhà của Mộ Dung, anh đã tát cho cô một cái bạc tay rồi. Màu đi về nhà ngay Mộ dung dân thành hét lên Con không về Con thấy chú hình như Không có muốn nhận đứa cháu gái này nữa rồi Mộ dung nghiêng Cứng đầu nói Trước giờ trong nhà của mộ dung Cô muốn gì được nấy Mọi người rất thương yêu nuông chiều cô Nhưng bây giờ Chú cô là cô trước mặt của nhiều người như thế Hơn nữa còn đuổi cô về Điều này khiến cho cô rất mất mặt Lúc này mộ dung dân thành Rất khó xử anh chỉ muốn tốt cho cô nên mới đuổi cô về như thế. Chính vì cô đã đắc tội với Dương Tử Mi cho nên hậu quả thế nào anh cũng không có dám nói trước được. Anh chỉ biết một khi mà Dương Tử Mi tức giận thật sự, tuyệt đối không hòa nhã và chỉ đơn giản bảo cô về nhà như anh đâu. Tiêu Cường lôi nó về. Tiêu Cường tiến đến lôi mộ dung Nghiên đi. Nhưng mà mộ dung Nghiên vẫn không có chịu đi. Ông chủ mộ dung nếu như cháu của anh không muốn về, cứ để cô ta ở đây đi. Dù sao, tôi cũng phải đi rồi. Dương Tử Mi cười nói. Nói xong, Dương Tử Mi đứng dậy, phủi phủi gấu váy, cứ như là đang phủi bụi vậy. Nhưng không ai biết, cô đang chuyển âm sát khí thẳng vào đầu của mộ dung nghiêng. Nếu như không phải vì mộ dung nghiêng, cha mẹ của cô cũng không có đau khổ buồn rầu đến thế. Còn về phần của cô... Lý ra giờ này cô đang ở mặt thiên học giám định đồ cổ giúp cho người khác xem bói, hướng dẫn phong thủy chứ không phải đến đây để mà gây chuyện đánh nhau. Mộ dung nghiêng mới chỉ có mười mấy tuổi đầu nhưng mà lại ra tai tàn độc chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như thế. Thế nên cô không trừng phạt cô ta thì thật là có lỗi với bản thân quá rồi. Mộ dung nghiêng không phải là người có ý chí mạnh mẽ cho nên âm sát khí rất dễ xâm nhập vào não và bắt đầu ảnh hưởng đến thần kinh của cô ta. Lúc này đây, cô đã bắt đầu bị ảo giác, tưởng tiêu cường là mẫn cương. Âm sát, khi mà cấy vào đầu cô kia cũng không những đã khiến cho bị ảo giác, mà còn khiến cho ý chí của cô bị khống chế. Từ đó, tự động phát tiết và bộc lộ ý nghĩ, tình cảm dồn nén bấy lâu nay của mình. Cho nên, vừa nhìn thấy tiêu cường, người mà cô nghĩ là mẫn cương, cô lập tức xong đến ôm lấy anh ta, nũng nịu nói tớ thích cậu như thế sao mà cậu đối xử lạnh nhạt với tớ vậy chứ chẳng lẽ tớ không xinh đẹp sao mẫn Cường, cậu là của tớ trước đây cũng vậy sau này cũng thế tớ sẽ không để cho ai cướp cậu đi mất đâu hãy để con nhỏ dương tử mi đê tiện kia chết đi chứ nói xong mộ dung nghiêng ôm cổ tiêu cường hôn mạnh vào má của anh ta tiêu cường sợ đến nỗi chỉ biết đứng yên không có dám nhúc nhích nhìn sang mộ dung dân thanh vẻ gian nài thấy cháu của mình đột nhiên trở nên như vậy mộ dung dân thanh lập tức hiểu ngay là do Dương tử mi làm mộ dung dân thanh dỗ dã tiến đến kéo mộ dung nghiên xuống nhưng mà không ngờ mộ dung nghiên lại tưởng anh là mẫn cương lại đưa tay thọc vào áo của anh lúc này mộ dung dân thanh chỉ còn cách đánh vào gáy của cô để cho cô ngất đi có như vậy mới không có tiếp tục bị mất mặt trước bao nhiêu người như thế. Chương 161 vẻ bất thường của Long Trục Thiên Mộ Dung Dân Thành giao Mộ Dung Nghiên cho Tiêu Cường, sau đó kéo ghế ngồi trước mặt của Dương Tử My. Anh nhìn Dương Tử My, Ái nãy nói, Xin lỗi, Tiểu Nghiên còn nhỏ, không có hiểu chuyện, mong cô bỏ qua cho nó. Dương Tử My khẽ nhếch mắt nói, Cô ta đã 16 tuổi rồi, không hiểu chuyện không phải là lý do, tôi nhất định sẽ dạy dỗ cho nó nghiêm khắc. nó là đứa cháu gái duy nhất của nhà Mộ Dung, cho nên mới bị nuông chiều hư như thế. Mộ Dung dần thành khẩn thiết nói: đây càng không phải là lý do. tuy là tôi không phải là con gái duy nhất trong nhà, nhưng mà tôi cũng là một đứa con gái thân yêu của cha mẹ tôi. nếu như hôm nay tôi bị quỷ hoại dung nhan, cha mẹ của tôi bị người khác bắt nạt, tôi không có làm gì được. anh nghĩ thế nào? dừng một chút dương tử mi lạnh lùng nói tiếp mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình mộ dung dân thanh không biết phải nói sao cho phải quả thật nếu như hôm nay người bị bắt nạt đổi lại là anh anh có dễ dàng bỏ qua như vậy không nhưng hôm nay xem như tôi nể tình anh tạm tha cho cô ta nếu như sau này cô ta còn cố tình kiếm chuyện với gia đình của tôi thì một tháng sau cô ta sẽ bị âm sát khí nhập thể và tử vong nói xong dương tử mi đứng dậy rời khỏi sàn nhảy mộ dung dân thanh nhìn theo cô sau đó quay sang nhìn bọn đàn em đã bị cô đánh nằm la liệt trên đất kia tâm trạng vô cùng ngổn ngang đang khẽ thở dài đột nhiên anh phát hiện có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn anh ở một góc khuất ánh mắt đó không khác gì ánh mắt của một con sói mộ dung dân thanh bất giác rùng mình một cái. Khi mà nhận ra chủ nhân của ánh mắt đó, anh liền tiến đến, cùng tay kính cẩn nói. Anh đến rồi. Ừm, uhm, cô ấy là của tôi. Người nọ hững hờ nói, ánh mắt sắc lạnh vẫn nhìn mộ dung dân thanh chầm chầm. Nghe vậy, tim của mộ dung dân thanh đột nhiên rung lên một cái. Anh ngạc nhiên nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt của mình, cảm giác tim mình đau nhói như có ai lấy dao khoét mất một mảng vậy sau này phải bảo vệ cô ấy một cách vô điều kiện. Nếu như cô ấy xảy ra cái chuyện gì trong địa bàn của anh, thì cả nhà của anh đừng hòng sống sót. Mộ dung dân thanh nghe xong, khẽ nắm tay lại, nhưng sau đó lại buông ra. Mệnh lệnh của người đó, mộ dung dân thanh sao mà dám cãi lời? Thật ra, mộ dung dân thanh đoán sai rồi. Dương Tử Mi tài giỏi như vậy, hoàn toàn không có liên quan gì đến Long Trục Thiên kia đoạn long trục thiên khoát tài bảo mộ dung dân thanh rời khỏi đi sau khi mà mộ dung dân thanh rời đi gia cát lan ngồi kế bên long trục thiên quay sang cười hỏi hình như là người ta không có thèm ngó ngàng gì đến cậu vậy mà chưa gì đã tuyên bố quyền sở hữu rồi tớ có thể khẳng định như thế ngoài tớ ra còn ai xứng với cô ấy nữa chứ long trục thiên liếc gia cát lan một cái nói nè tớ đẹp trai hơn cậu gia cảnh thanh bạch hơn cậu hiểu chuyện tình cảm hơn cậu quan trọng hơn là hiểu tâm tư của các cô gái hơn cậu nhiều gia cát làng cố ý trêu chọc long trục thiên quay sang nhìn anh lạnh lùng nói cô ấy không có thèm cậu đâu ơ à trời dựa vào đâu mà cậu nói vậy người buồn chán lạnh lùng như là cậu đây không có cô gái nào thích đâu gia cát làng biểu môi nói Long trục thiên im lặng, không có nói gì, đưa ly rượu trước mặt lên nóc cạn. Hương rượu nồng nàn khiến Long trục thiên nghĩ đến một hơi thở nhẹ nhàng. Quyến rũ, thân hình bé bỏng mềm mại của cô. Ánh mắt của anh đột nhiên chứa chan tình cảm. Gia Cát Lan phát hiện ánh mắt ấm áp tình cảm đó của Long trục thiên. Anh ta không ngừng đưa tay dụi mắt của mình. Anh vốn tưởng cả đời này anh không bao giờ nhìn thấy cảnh long trục thiên rơi vào lưới tình. Nghĩ đến cảnh tượng thiếu nữ áo trắng ném người như là ném bao cát lúc nãy. Và các làng thấy hối hận đã gặp cô ấy muộn như thế. Nếu như có thể gặp cô sớm hơn, anh đã chủ động theo đuổi cô, cố gắng khám phá xem ẩn dưới cái thân hình bé nhỏ kia là một nguồn năng lượng lớn đến mức nào. Các bạn vừa nghe xong tập 14 thiếu nữ bối toán thiên tài cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt